Người hiểu biết Phật Pháp gọi Lão Hòa Thượng là Lão Tu Hành, người chẳng hiểu biết Phật Pháp gọi là Lão Thiện Nhân. Đến hóa duyên, thỉnh Lão Thiện Nhân tử bi, cứu mạng đứa con của tôi. Lúc đó, Hòa Thượng chủ trì quay đầu lại nói với tôi, con nên tìm cách chữa trị xem. Tôi nói, con chẳng biết trị bệnh, có cách gì mà có thể nghĩ. Lúc đó, Hòa Thượng chủ trì lại nói, còn ở tại Đại Bá chẳng phải đã cứu chữa được một đứa bé chăng? Tôi nói với người chủ nhà rằng hãy mang nó ra trước hết xem bệnh tình rồi mới nói. Cha con quỳ ở dưới đất đảnh lễ. Tôi nhìn đứa bé chắc khoảng 10 tuổi, có tướng mạo xuất gia. Tôi bèn nói với chủ nhà rằng sau khi con của ông lành bệnh rồi phải nhất định cho nó đi xuất gia mới không có nguy hiểm. Ông đồng ý chăng? Chủ nhà lúc đó chẳng suy nghĩ, nói đương nhiên là được chỉ cần con của tôi hết bệnh thì điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Tôi lại nói với ông ta rằng, bệnh con của ông chẳng cần chữa trị cũng chẳng cần uống thuốc nửa tháng sau chắc chắn sẽ hết quả nhiên chẳng bao lâu đứa con chẳng uống thuốc mà khỏi bệnh hơn một tháng sau tôi đi qua thôn trang đó chú ý đi xem bệnh của đứa bé đó như thế nào lúc đó tôi rất chú ý đứa bé đó hy vọng nó được xuất gia tu hành biết được nó đã hoàn toàn bình phục tôi nói với cha của đứa bé rằng hãy mau cho nó đi xuất gia Ông ta nói đợi mấy ngày nữa xem tình hình thế nào, để con lành bệnh rồi, ông ta xả bỏ chẳng đạc, đó là thường tình của con người. Quá một tháng sau, tôi lại đi xem tình trạng của đứa bé thế nào. Lần này tinh thần của đứa bé tốt hơn, vui vẻ nói chuyện với tôi. Tôi lại thúc giục cha của đứa bé sớm cho đứa bé đi xuất gia. Cha của đứa bé chẳng có biểu thị gì, tôi nói với ông ta rằng nếu chẳng cho nó đi xuất ra mà bệnh của con ông tái phát thì lúc đó tôi không còn lo được nữa. Ông nên nghĩ cho thật kỹ, đến lúc đó hối hận cũng chẳng còn kịp nữa. Ông ta cho rằng tôi uy hiếp, cho nên không đi tới, sau đó tôi đi đến nơi khác làm Phật sự. Khoảng nửa năm sau, tôi lại đi qua thôn trang đó nhưng lần này chẳng đi xem đứa bé, vì tôi đã biết bệnh của đứa bé lại tái phát nữa. Đứa bé đó bệnh nằm trên giường Mà biết được tôi đi ngang qua thôn trang bèn nói với cha rằng Vừa rồi có người ở chùa Tam Duyên Vừa mới đi ngang qua thôn của mình Nhưng vị đó không đến thăm con Bệnh của con sẽ không khỏi được Người cha an ủi nói Không sao mà cha sẽ đến chùa Tam Duyên Thì ông ta đến Ngày thứ hai cha của cậu bé Đến chùa Tam Duyên Lúc đó tôi đi ra ngoài chẳng có ở chùa, ông ta nói chuyện với hòa thượng trụ trì vài câu rồi đi về nhà ông ta vừa về đến nhà thì đứa bé nói với ông ta rằng ba ba con cũng vừa theo ba đến chùa tam duyên ông ta nghe nói rất ngạc nhiên hỏi sao ba không thấy con đi đứa bé cười nói ba chẳng nhìn thấy con mà con nhìn thấy ba nói chuyện với lão thiện nhân ở căn phòng đó có người nào kế bên cạnh đi qua đâu lại có điện vãng xanh và bài vị công đức nói rất rõ ràng đứa bé đó chưa bao giờ đến chùa tam duyên cha của đứa bé cảm thấy rất là kỳ lạ về sau tôi lại đi ngang qua thôn trang đó. Đứa bé đó nói với ba của y rằng, người ở chùa Tam Duyên hôm nay lại đi ngang qua thôn trang của chúng ta, nhưng không đến nhà mình, lại khái còn không được xuất ra. Vào tối hôm đó, đứa bé nói với ba của y rằng, ba ba hãy thắp đèn lên sớm một chút, nhìn con ngồi có ngay thẳng chăng? Ba của đứa bé thắp đèn dầu lên xem, thì đứa bé ngồi kiết già ở trên giường mà vãng sinh. Đứa bé đó vốn được xuất gia, nhưng chẳng có ai dạy y đi xuất gia. Bệnh khỏi nhưng cha của cậu bé chẳng nỡ cho con đi xuất gia. Kết quả cậu bé chết đi. Từ chỗ này mà nhìn lại, xuất gia hay không xuất gia chẳng nhất định. Tuy đứa bé đã chết nhiều năm, nhưng luôn luôn theo bên cạnh tôi. Lúc đứa bé còn sống, chẳng có duyên đi xuất gia. Sau khi chết rồi, vẫn biết tu hành. Cho nên vấn đề sinh tử chẳng dễ gì giải quyết được. Phật vì lợi ích hiện ra đời, Phật vì lợi ích tất cả chúng sinh mới hiện ra thế gian. Do đó, đạo giá tử thuyền, trở lại bằng con thuyền từ bi đến thế giới ta bà để độ chúng sinh có duyên. Thanh tịnh quang thần vào môn này, vì chủ thành thần tịnh quang minh thân và được môn giải thoát này. Như lai tự tại chẳng bờ mé, nhiều mây khắp cùng trong thế gian, cho đến trong mộng cũng điều phục môn này hương tràng quán sát thấy như lai tự tại chẳng bờ mé phật dùng tấn tông tự tại diệu dụng để giáo hóa tất cả hữu tình khắp cùng mười phương chúng sinh trong pháp giới cho nên nói là chẳng bờ mé như mây khắp cùng trong thế gian giống như mây ở trong hư không khắp cùng trong thế gian cho đến trong mộng cũng điều phục phật chẳng những giáo hóa lúc chúng sinh tỉnh táo dù chúng sinh trong giấc mộng cũng có thể điều phục, khiến cho họ phát tâm bồ đề. Môn này hương tràng quán sát thấy, cảnh giới này của Phật vì chủ thành thần hương tràng trang nghiêm quán sát thấy được. Chúng sinh ngu tối như đuôi mù, đủ thứ chướng cái chói che đậy, Phật quang chiếu phá khai trí huệ, bảo phong thần vào được môn này. Chúng sinh ngu tối như đuôi mù, sự ngu si đen tối của chúng sinh giống như người đuôi mù, đủ thứ trứng cái trói che đậy sự ngu si của chúng sinh giống như con khỉ chẳng có lúc nào an tĩnh tay này cầm lên thì tay kia bỏ xuống không việc tìm việc làm tuy chẳng nhặt rỗi nhưng chẳng làm được việc gì tốt chúng sinh cũng như thế thứ dục này buông bỏ thì cầm thứ dục kia lên ví như có người buông bỏ tài vật lại ôm cầm sắc dục thậm chí dành lợi ăn uống ngủ nghỉ đủ thứ tâm tham cũng sinh ra Năm dục này tức là chướng cái trói buộc che đậy, vì có đủ thứ chướng cái và che đậy trói buộc, cho nên chẳng tác được giải thoát. Phật Quang chiếu phá khai trí huệ, Phật phóng đại trí huệ quang minh, chiếu phá sự ngu si của chúng sinh, đêm tối cũng chiếu phá, khiến cho các hết thảy chúng sinh đều khai mở trí huệ. Bảo phong thần vào được môn này, cảnh giới này, vị chủ thành thần bảo phong quang mục thấu rõ mà vào được môn giải thoát này. Lại nữa, đạo tràng thần tịnh trang nghiêm tràng được môn giải thoát, xuất hiện cúng dường Phật rộng lớn, đối trang nghiêm thệ nguyện lực. Nghĩa lý của bộ kinh hoa nghiêm này trùng trùng vô tận, cho nên nghĩa lý ở trên chưa nói hết, lại tiếp tục nói, cho nên nói là lại nữa vì đạo tràng thần tịnh trang nghiêm tràng, Ngài vừa thanh tịnh vừa trang nghiêm như là tràng báu. Ngài là thần hộ trì đạo tràng, tức là nơi nào giả kinh thuyết pháp tu hành đều là đạo tràng. Ví như tham thiền, tức là đạo tràng tham thiền, niệm Phật là đạo tràng niệm Phật. Học giáo lý là đạo tràng giảng giáo lý, chỉ chú là đạo tràng trì chú. Chỉ giới là đạo tràng chỉ giới, tóm lại tu pháp môn gì thì là đạo tràng đó. Chúng ta người tu đạo trước hết phải có đạo tràng mới có thể tu được, phải có hộ pháp. Nếu chẳng có hộ pháp thì phải chịu mọi sự chướng ngại, do đó phải có thiện thần hộ trì đạo tràng. Các ngài đuổi hết bán môn tà đạo và thiên ma ngoại đạo đi, chẳng để cho chúng những lạ người tu đạo. Vị đạo tràng thần này đã được cảnh giới biết Phật tu hạnh Bồ Đề trong quá khứ, tức là tu bố thí ba la mật, chỉ giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, phát nhã ba la mật. Kỳ tù sáu độ vạn hạnh này thì hoan hỷ cúng dường tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, lại phát tâm rộng lớn để trang nghiêm tất cả đạo tràng, lại phát đại thệ nguyện lực, đại Bồ Đề tâm để rộng độ tất cả chúng sinh khiến cho họ đều thành Phật Đạo. Ngài đắc được môn giải thoát này. Đạo tràng thần Tu Di Bảo Quang được môn giải thoát hiện ở trước tất cả chúng sinh để thành tựu hạnh bồ đề rộng lớn. Vì đạo tràng thần Tu Di Bảo Quang đắc được cảnh giới của Phật, khi Phật ở tại nhân địa tu hành, thì phát đại nguyện muốn thành tựu hạnh bồ đề rộng lớn của chúng sinh. Cho nên hiện ở trước tất cả chúng sinh khiến cho họ từ bậc phạm phu tu thành bậc thánh ngài đắc được môn giải thoát này đạo tràng thần lôi âm tràng tướng được một giải thoát tùy tâm sở thích của tất cả chúng sinh khiến cho họ thấy phật ở trong mộng để vì họ thuyết pháp vị đạo tràng thần lôi âm tràng tướng đắc được một cảnh giới của phật hay tùy thuận tâm sở thích của tất cả chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh ở trong mộng thấy được phật vì họ mà thuyết pháp ngài đắc được cảnh giới này. Mộng có nhiều thứ, cảnh giới mà bạn gặp ban ngày ở trong mộng có thể hiện ra. Đây là mộng hồi ý, có khi cảnh giới chưa đến sau khi hiện ra trước ở trong mộng, về sau cảnh giới ở trong mộng mới hiện ra, đây là mộng thần thông. Một số cảnh giới mộng về ban ngày nghĩ gì thì ban đêm sẽ nằm mộng hoặc chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh. Ví như khi khí nóng nhiều thì mộng lửa, khí lạnh nhiều thì mộng nước, có gió nhiều thì mộng bay, vân vân. Có mộng quá khứ, mộng hiện tại, mộng tương lai, những giấc mộng này là mộng chẳng thành tịnh, cảnh mộng cũng chẳng rõ ràng. Nếu mộng thấy chư Phật, mộng thấy Bồ Tát, mộng thấy A La Hán, để vì bạn nói pháp khiến cho bạn khai mở đại trí huệ thì đây là mộng thành tịnh. Cảnh mộng rất rõ ràng, thậm chí có quang minh màu đỏ hoặc quang minh màu vàng. Đây là biểu hiện cảm ứng đạo giao. Nếu như kiền thành niệm, Phật thì nhất định sẽ mộng thấy thần Phật A Di Đà phóng kim quang để chiếu soi bạn. Đạo tràng thần vũ hòa diệu nhãn được vô giải thoát hay mưa xuống tất cả các báu vật trang nghiêm khó xả bỏ. Vì đạo tràng thần vũ hòa diệu nhãn đắc được cảnh giới hay đem báu vật hiếm có bố thí cho tất cả chúng sinh, đại minh bạch Đức Phật thua quá khứ tu. Ngoài thì xả bỏ đất nước, vợ con, trong thì xả bỏ đầu mắt tùy não, cho nên Ngài hay mưa xuống tất cả các báu vật trang nghiêm khó xảo bỏ, Ngài đắc được cảnh giới này. Đạo tràng thần thanh tịnh diễm hình được môn giải thoát, hay hiện đạo tràng vi diệu trang nghiêm rộng độ chúng sinh, khiến cho họ thành thục. Vì đạo tràng thần thanh tịnh diễm hình đã được cảnh giới hiện ra khắp đạo tràng vi diệu trang nghiêm để rộng độ giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều thành thục Phật đạo, ngài đắc được môn giải thoát này đạo tràng thần hoa anh thủy kế được mô giải thoát tùy thuận căn cơ thuyết pháp khiến cho chúng sinh sinh chánh niệm vì đạo tràng thần hoa anh thủy kế được cảnh giới tùy thuận căn tính của chúng sinh để thuyết pháp đối với người đại căn đại trí thì nói pháp tối thượng thừa người trung căn trung trí thì nói pháp trung thừa người tiểu căn tiểu trí thì nói pháp tiểu thừa khiến cho tất cả chúng sinh cải tả theo tránh ngài đắc được môn giải thoát này tà niệm là gì tức là tham sân si chấp vào tham sân si hành tham sân si chánh niệm là gì tức là giới định huệ xem tu giới định huệ để diệt trừ tham sân si như thế thì sẽ được giải thoát khiến cho tất cả chúng sinh đều tu theo pháp môn giới định huệ đạo tràng thần vũ bảo trao nghiêm được môn giải thoát hay dùng biện tài mưa xuống khắp vô biên pháp hoan hỉ vì đạo tràng thần vũ bảo trang nghiêm đang được cảnh giới mưa xuống khắp tất cả diệu pháp để trang nghiêm hết thảy đạo tràng hay dùng biện tài vô ngại để dưới xuống vô biên pháp hoan hỷ khiến cho chúng sinh nghe pháp đều được hoan hỷ ngài đắc được cảnh giới này đạo tràng thần dũng mãnh hương nhãn được một giải thoát rộng khen ngợi công đức của chư phật vì đạo tràng thần dũng mãnh hương nhãn minh bạch được cảnh giới của phật hay rộng khen ngợi công đức của chư Phật ở trong cõi nước của chư Phật. Trong mười phương tận hư không khắp pháp giới đều khen ngợi công đức của chư Phật rộng lớn chẳng có bờ mé như hư không, ngài đắc được môn giải thoát này. Có người dùng kiến giải thế tục nói, chư Phật cũng hoan hỷ người khác khen ngợi, đây là biểu hiện hữu tình cho nên nói chư Phật cũng có tình cảm. Phật giáo đồ nhận là mắt cá làm hạt châu cũng nói, Phật tức là hữu tình, hữu tình tức là Phật, Vậy có phải như thế chăng? Chẳng phải Phật là thánh nhân, không hoan hỷ chúng sinh tán thán công đức của Ngài. Dù khét ngợi, Ngài cũng chẳng hoan hỷ. Phỉ bán, Ngài cũng chẳng giận. Khen chê đều chẳng lay động, thuận nghịch đều như như. Bất cứ gặp cảnh giới thuận hoặc cảnh giới nghịch cũng đều như như bất động, cho nên chiếu rõ thời tướng của các Pháp. Đức Phật là bậc giác ngộ vĩ đại nhất trên thế giới, minh bạch tất cả đạo lý. Do đó thường vắng lặng không động, giác chiếu thường minh chẳng giống như chúng ta chúng sinh có sự chấp trước nói họ hai câu tốt thì họ vui mừng như ăn đường nói họ một câu không tốt thì họ khổ còn hơn là ăn bồ hòn thậm chí còn cay đắng hơn là ăn ớt đó là tri kiến của chúng sinh tại sao chúng ta phải khen ngợi phật vì khen ngợi công đức của phật thì có thể tăng trưởng công đức của mình hơn nữa khen ngợi phật tức là khen mình khen mình tức là khen phật cho nên phải khen ngợi phật có người đang nghĩ tưởng, a à, vậy ta tự khen mình là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, là người có trí huệ nhất trên thế gian. Nếu bạn có đạo trí huệ chân tránh, thì có thể tự khen mình. Xong nếu không chỉ nghĩ hồ đồ hư danh thì vô dụng, phải có công phu chân thật thì mới có thể bách chiến bách thắng, chẳng có công phu chân thật thì nhất định, bách chiến bách bại. Phật làm thế nào mà được thành Phật là rộng khen ngợi công đức của chư Phật, chẳng riêng gì khen ngợi công đức của chư Phật quá khứ, mà cũng khen ngợi công đức của chư Phật hiện tại và chư Phật vị lai, đều khen ngợi công đức của chư Phật ba đời, thì sau đó mình cũng thành Phật. Đạo tràng thần Kim Cang Thải Vân được một giải thoát thị hiện vô biên cây sắc tướng để trang nghiêm đạo tràng. Vì đạo tràng thần Kim Cang Thải Vân đã được cảnh giới của Phật ở tại bồ đề đạo tràng thị hiện vô lượng vô biên cây tốt đẹp trang nghiêm, để trang nghiêm đạo tràng khiến cho chúng sinh thấy cảnh tượng bảy hàng cây mà phát tâm vô thượng bồ đề đắc được vô thượng đạo ngài đắc được môn giải thoát này đạo tràng thần liên hoa quang minh được môn giải thoát dưới cội bồ đề tĩnh lặng không động mà sung mãn khắp mười phương vì đạo tràng thần liên hoa quang minh đắc được cảnh giới của phật ngồi dưới cội bồ đề tĩnh lặng không động tuy nhập định nhưng quang minh vẫn sung mãn khắp mười phương pháp giới ngài dùng quang minh để giáo hóa tất cả chúng sinh ngài đắc được môn giải thoát này đạo tràng thần diệu quang chiếu diệu được môn giải thoát hiền bày đủ thứ lực của như lai vì đạo tràng thần diệu quang chiếu diệu đắc được đủ thứ lực của như lai tuy như lai có mười lực song nếu nói ra tỉ mỉ thì như lai có trăm lực ngàn lực vạn lực vô lượng lực ngài đắc được môn giải thoát này Bây giờ đạo tràng thần tịnh trang nghiêm tràng nương oai lực của đức phật quán sát khắp tất cả chúng đạo tràng thần mà nói bài kệ rằng lúc đó vị đạo tràng thần tịnh trang nghiêm tràng nương sức đại oai thần của phật quán sát khắp tất cả chúng thần ở trong đạo tràng mà dùng kệ để khen ngợi công đức của phật tôi nhớ hư như lai thủa xa xưa trong vô lượng kiếp riêng tu hành chư phật ra đời đều cúng dường, nên được công đức như hư không tôi nhớ như lai chùa xa xưa vì đạo tràng thần tịnh trang nghiêm trảm nói tôi nhớ lại khi Phật ở trong vô lượng kiếp về trước tu hành vô lượng hạnh môn trong vô lượng kiếp xiên tu hành khi Phật ở tại nhân địa thì trải qua thời gian vô lượng kiếp tu hành pháp môn rộng lớn cúng dường chư Phật tức là hạnh môn rộng tu cúng dường trong người đại nguyện của Bồ Tát phổ hiền Chư Phật ra đời đều cúng dường khi Phật thích ca mâu ni tại nhân địa tu hành thì thầy đều cúng dường mười phương chư Phật. Mỗi vị Phật xuất hiện ra đời, Ngài đều cúng dường vị Phật đó nên được công đức như hư không, cho nên mới được công đức lớn, bất khả thuyết, bất khả thuyết, vô lượng, vô biên như tận hư không khắp pháp giới. Sư Phật tu hành vô tận thí, đồng số hạt bụi vô lượng cõi, tu di quang chiếu bồ đề thần, nhớ nghĩ thiện thệ tầm hoàn hỷ xưa Phật tu hành vô tận thí, tuổi xưa Phật tu hành pháp môn bố thí, thậm chí đất nước vợ con đầu mắt tùy não thầy đều bố thí cho chúng sinh, cho nên nói tu hành vô tận thí. Đồng số hạt bụi vô lượng cõi, Phật tu vô tận thí nhiều nhất số hạt bụi trong vô lượng cõi, tu di quang chiếu bồ đề thần, vị đạo tràng thần tu di quang chiếu minh bạch cảnh giới này. Nhớ nghĩ thiện thệ tâm hoàn hỷ, vị đạo tràng thần này nói, hiện tại tôi nghĩ nhớ lại thuở xưa hạnh môn của Phật tu, trong tâm rất hoan hỷ vô cùng, nguyện sẽ tu tập pháp môn này. Sắc tướng như lai không cùng tận, biến hóa lưu khắp tất cả cõi, cho đến trong mộng thường thị hiện, lôi chàng thấy được sinh hoan hỷ. Sắc tướng như lai không cùng tận, thành tịnh pháp thân, trang nghiêm báo thân, thiên bách ước hóa thân, đủ thứ xác thân của Phật đều không cùng tận, biến hóa lưu khắp tất cả cõi thần thông biến hóa của phật diệu không thể tả giống như nước chảy khắp mọi nơi chu biến khắp cùng các cõi để giáo hóa tất cả chúng sinh cho đến trong mộng thường thị hiện chẳng những chúng sinh lúc tỉnh táo phật đều giáo hóa cứu độ tất cả chúng sinh mà cho đến ở trong mộng của chúng sinh phật cũng thị hiện để giáo hóa họ khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm hành bồ tát đạo cầu vô thượng đạo chứng quả vô thượng lôi tràng thấy được sinh hoan hỷ. Vị đạo tràng thần lôi âm tràng tướng, thấy được cảnh giới này trong tâm rất hoan hỷ, không cách chi hình dung được sự vui mừng ở trong nội tâm. Sửa tù hạnh xả vô lượng kiếp, xả mắt khó xả nhiều như biển. Hạnh xả như thế vì chúng sinh, diệu nhãn thần ngộ được môn này. Sửa tù hạnh xả vô lượng kiếp, Thủa xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành hạnh môn xả bỏ, trải qua vô lượng vô biên biển kiếp. Xả mắt, khó xả nhiều như biển. Phật xả bỏ được những gì người khác không xả bỏ được. Chỉ nội con mắt mà Ngài xả bỏ nhiều như biển. Con mắt là vật người không xả bỏ được. Mà Phật xả bỏ được, chẳng những xả bỏ một mà là xả bỏ con mắt nhiều như biển. Hạnh xả bỏ này thật là vĩ đại. Hạnh xả như thế vì chúng sinh, Hạnh môn bố thí như thế chẳng phải vì mình, mà là vì tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đạt được trí huệ quang minh, và giống như đèn cầy hy sinh chính mình mà chiếu sáng thế gian. Diệu nhãn thần ngộ được môn này, vị đạo tràng thần vũ hòa diệu nhãn, cách ngộ được cảnh giới này mà sinh vui thích. Vô biên sắc tướng mây báu đẹp, hiện bồ đề tràng khắp thế gian, đạo tràng thần diễm hình thành tịnh, thấy Phật tự tại sinh hoàn hỷ vô biên sắc tướng mây báo đẹp phật có vô lượng vô biên sắc tướng trang nghiêm như mây báo đẹp ngài du hóa trong vô lượng vô biên cõi nước để giáo hóa chúng sinh khiến cho chúng sinh đắc được trí huệ quang minh mà chấm dứt sinh tử đạt đến cứu kính niết bàn hiện bồ đề tràng khắp thế gian thị hiện khắp bồ đề đạo tràng khắp hết thảy tất cả thế gian đạo tràng thần diễm hình thanh tịnh vị đạo tràng thần diễm hình thanh tịnh thấy được cảnh giới này thấy Phật tự tại sinh hoan hỷ, thấy được Phật, có cảnh giới biến hóa tự tại thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn này, nên tâm sinh hoan hỷ mà vui mừng. Chúng sinh biển hạnh chẳng bờ mé, Phật tiêu diệt khắp dưới mưa pháp, tùy các tánh họ trừ nghi hoặc, hoa anh ngộ được tâm hoan hỷ. Chúng sinh biển hạnh chẳng bờ mé, chúng sinh tạo nghiệp và thọ quả báo như biển cả, chẳng có bờ mé. Phật tiêu diệt khắp dưới mưa pháp Phật khiến cho hết thầy chúng sinh tiêu trừ sạch tất cả nghiệp chướng để giáo hóa họ, khiến cho họ đắc được mưa pháp thấm nhuần căn lành, khiến cho tăng trưởng, khiến cho thành thục, khiến cho họ được giải thoát. Tùy căn tánh họ trừ nghi hoặc, tùy theo căn tánh của chúng sinh, để giải trừ nghi hoặc của chúng sinh, tức là kiến từ hoặc, hoặc về sự thấy nghĩ, trần xa hoặc, vô minh hoặc, tứ quả A-la-hán, đã đoạn trừ được kiến từ hoặc, Bồ Tát đã đoạn trừ trần sa hoặc, Phật đã hoàn toàn đoạn trừ vô minh hoặc. Hoa Anh ngộ được tâm hoan hỷ, vị đạo tràng thần Hoa Anh thủy kế minh bạch được đạo lý này, tâm sinh đại hoan hỷ. Vô lượng pháp môn nghĩa khác nhau, biện tài như biển đều vào được. Đạo tràng thần Vũ bảo nghiêm cụ, trong mỗi tâm niệm luôn như thế. Vô lượng pháp môn nghĩa khác nhau, vì pháp môn vô lượng nên nghĩa lý cũng vô lượng, nghĩa lý vô lượng thì có rất nhiều sự khác nhau. Biện tài như biển đều vào được, tất cả pháp môn và diệu nghĩa của các pháp cần có đầy đủ biện tài như biển cả mới vào được tất cả pháp môn, hiểu rõ nghĩa chân thật của các pháp. Đạo tràng thần vũ bảo nghiêm cụ Vị đạo tràng thần vũ bảo nghiêm cụ minh bạch được cảnh giới này. Trong mỗi tâm niệm luôn như thế, ở trong tâm niệm của Ngài, niệm niệm luôn luôn không quên môn giải thoát này. Trong bất khả thuyết tất cả cõi, dùng hết lời lẽ khen ngợi Phật, nên được tiếng khen đại công đức, dũng nhãn thần nghĩ nhớ môn này. Trong bất khả thuyết tất cả cõi, vì cõi nước nhiều giống như bụi, cho nên gọi là bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả cõi, dùng hết lời lẽ khen ngợi Phật, khi Phật ở tại nhân địa, thì trong bất khả thuyết cõi và dùng hết thảy lời lẽ thế gian để khen ngợi chư Phật, tức cũng là dùng đủ thứ ngôn ngữ để khen ngợi công đức của chư Phật, nên được tiếng khen đại công đức. Vì thủ xưa tại nhân địa khen ngợi chư Phật, cho nên tài quả địa được tiến khen tốt đẹp nhất và công đức lớn nhất. Dũng nhãn thần nghĩ nhớ môn này, vị đạo tràng thần dũng mãnh vương nhãn nghĩ nhớ lại môn giải thoát này đủ thứ cây sắc tướng vô biên hiện khắp dưới cội bồ đề vương kim cang thải vân ngộ môn này thường quán đạo thụ sinh hoàn hỉ. đủ thứ cây sắc tướng vô biên trong bồ đề đạo tràng có đủ thứ cây vô biên sắc đẹp trang nghiêm hiện khắp dưới cội bồ đề vương lại cây vô biên sắc tướng này hiện khắp ở dưới cội bồ đề vương Kim Cang Thải Vân ngộ môn này, vì đạo trà Kim Cang Thải Vân minh bạch được môn giải thoát này. Thường quán đạo thụ sinh hoan hỷ, ngày thường quán xem sắc tướng cây thủ vương mà sinh tâm hoan hỷ. Mười phương bờ mẹ bất khả đắc, phần ngồi đạo tràng trí cũng vậy, viên hoa bộ quang tịch tín tâm vào giải thoát này rất vui mừng. Mười phương bờ mẹ bất khả đắc, bờ mẹ mười phương không cách chi lượng được, chẳng biết cứu kính lớn cỡ nào, đó mới là không thể nghĩ bàn. Phật ngồi đạo tràng trí cũng vậy, Phật ngồi đạo tràng trí huệ cũng như thế, chẳng có bờ mé. Liên hòa bộ quang tịnh tín tâm, vì đạo tràng thần liên hòa bộ quang, thấy được cảnh giới này, minh bạch được pháp môn này, bèn xin tín tâm thanh tịnh. Vào giải thoát này, rất vui mừng. Ngài vào môn giải thoát này, trong tâm rất hoan hỷ, vui mừng. Tất cả đạo tràng vang diệu âm. ฟัดแค้น